giá khóm tại tỉnh Hậu Giang đang tăng cao, tuy nhiên vào thời điểm này nông dân nơi đây lại không có nhiều khóm để bán. Tại các cánh đồng lớn trong khóm Cầu Đúc trên địa bàn thành phố Dị Thanh và huyện Long Mỹ, hiện thương lái thu mua khóm của nông dân với giá 11.000 đồng một trái khóm loại 1. Mức giá này tăng 2.000 đồng một trái so với thời điểm cách nay khoảng 10 ngày. Riêng giá khóm được các tiểu thương bán tại chợ có giá từ 15.000 đến 17.000 đồng một trái, tùy theo kích cỡ. Nông dân trồng khóm ở tỉnh Hậu Giang cho biết, tuy giá khóm đang ở mức cao so với cùng kỳ năm ngoái từ 1.000 đến 2.000 đồng một trái, nhưng bà con có rất ít khóm để bán. Nguyên nhân là hiện đang vào mùa nắng nóng, cây khóm phát triển chậm, cho trái ít và trái thường nhỏ. Đặc biệt trong nay, tình hình cây khóm bị chết bụi diễn ra khá nhiều, từ đó làm giảm sản lượng cung ứng đáng kể cho thị trường.